Ông Năm đã có một cái bức thư khuyến cáo thì cái động thái khá là bất ngờ từ bên phía con gái của cô Sáu cũng như là thím Bảy đang được mọi người rất là quan tâm. Thì mới đây con gái của cô Sáu thì chia sẻ trên trang cá nhân làm thơ ha. Còn thím Bảy thì lên để chửi và đáp trả lại với khán giả vô tội vạ ha. Thì mình thấy rằng là bên phía gánh hát 67 thì họ cũng đã không có kiềm chế được cái cảm xúc nữa rồi ha. Thì đáng lý ra là chia sẻ tin nóng rồi đó anh chị nhanh á, lập tức á. Nhưng mà tại vì đồng bằng đang đi đám ha. Do là coi như là thời tiết thì nắng nóng quá rồi quay đám thì phải cập nhật cái tin nó hơi trễ. Và mới đây thì con gái của ông Năm cũng gửi vòng hoa xuống đám của bé Tiểu Ly nè mới gửi xuống tới thì đồng bằng một lát có quay chia sẻ anh chị sao. Thì con gái của cô Sáu á là nói chung là hiện tại bây giờ nó nhận được rất là nhiều những cái cú sốc những cái cú sốc mà khó có thể nào nó lấy lại được cái tinh thần trong một cái khoảng thời gian ngắn được không chị ha. Tại vì sắp tới đây thì nó thua rồi đúng không, khi mà con gái của ông Năm đưa ra những cái bằng chứng để có thể là hợp pháp thừa hưởng toàn bộ những cái tài sản của ông Năm để lại thì nó thua rồi, cho nên là bây giờ nó cay cú, nó chả biết làm gì cả và nó đăng lên cái trang cá nhân nó vậy nè: có lẽ mình đã khác, nụ cười đã kém tươi, nhìn muôn vàng gian dối chỉ đáng để mỉm cười. Bài đặt làm thơ rồi đăng hình đồ lên khoe rồi ha, cười nhếch mép rồi ha, bữa nay là cười nhếch mép ít hơn một chút. Ráng đi em, cố gắng cố gắng gọi như là ráng cười thêm chút xíu nữa để vài bữa nữa khóc không kịp ha. Cố gắng mà mình cứ cười đi, mình cười được bấy nhiêu thì mình cứ cười, để mai mốt rồi mình không được cười nữa mình phải khóc thì tới chừng đó nó kỳ lắm ha. Bây giờ á là nó thua con gái của ông Năm rất là nhiều thứ, cho nên là nó ganh tị. Nó nói rằng con gái của ông Năm chẳng có gì để cho nó ganh tị, nhưng mà thật ra đó, tính cái thời điểm hiện tại bây giờ chúng ta nhìn con gái của ông Năm quay trở ngược lại về những cái năm khi mà ba của cô ấy vừa mới mất thì mình sẽ thấy một cái sự thay đổi rất là chóng mặt về cả ngoại hình lẫn về cái vấn đề là kinh tế. Ngoài cái chuyện mà ca hát thì con gái của ông Năm còn tập trung vào bán hàng, và cô ấy bán tất cả những cái mặt hàng từ là đồ mỹ phẩm gia dụng cho đến đồ ăn, và đặc biệt là cái chuyện buôn bán của con gái ông Năm thì rất là thuận lợi và rất là nhiều người ủng hộ dưới sự giúp đỡ của chồng con nha. Thì con gái của ông Năm tổ chức những cái phiên live stream trên mạng xã hội để bán hàng online, và thỉnh thoảng đó thì con gái của ông Năm còn đi sự kiện, và đi đến đâu thì cũng được là khán giả yêu thương yêu mến. Và từ đó đó thì chúng ta có thể thấy được rằng là hiện tại bây giờ từ hình ảnh cho đến đời sống vật chất của con gái ông Năm đều có một cái sự thay đổi chóng mặt. Nếu như trước đây đó, khi mà ông Năm còn sống thì cái cô gái này rụt rè, thiếu tự tin, làm cái gì cũng sợ người khác phật lòng, thì đến hiện tại cô đã rất là vui vẻ và thoải mái hơn, và cô có thể live stream là hàng giờ rồi tiếp khách và tiếp khán giả qua điện thoại khá là chuyên nghiệp nha. Đó là cái đầu tiên mà con gái của là bà Sáu rất là cay cú, cũng như là một cái cú sốc. Cô ta không nghĩ rằng là con gái của ông Năm đến ngày hôm nay lại có thể được là cái niềm tin của khán giả như vậy, kể cả bà Bảy bà Bảy bà cũng tình. Đây là những cái cú sốc đến với họ, cứ tưởng rằng là mẹ con bà Sáu sẽ chiếm trọn cái trái tim của khán giả khi mà nói rằng là gia đình ruột thịt đúng không, con cháu ruột thịt ở trong nhà. Nhưng mà không ngờ rằng con gái của ông Năm sau khi bị họ giành giật tài sản đồi đồng sở hữu chỉ một phát thôi, đã là từ một cái cô bán cá như họ nói đi, từ một con bán cá trở thành một cái người gọi như là buôn bán hàng online chuyên nghiệp, bán tất tần tật các mặt hàng bây giờ ve bán gì là con gái ông Năm bán đó, bán đắt hơn nữa đó. Thì mọi người nghĩ là nó cay cú không? Rất là cay cú, tức rồi thêm nữa cái vấn đề là thay đổi về cái phong cách là ăn mặc ha. Anh chị thấy thì bán mỹ phẩm mà, cho nên là phải trang điểm,
rồi chải chuốt để trong mình là có thể là xinh đẹp hơn, cuốn hút hơn ở trên mạng xã hội, đúng không? Thì không ít người là khen con gái của ông Năm là đã đổi đời thành công nhờ chăm chỉ và cố gắng. À, đây là những cái cú sốc mà con gái của bà Sáu không thể nào mà bắt kịp. Cho nên là nói, nếu mà nó nói là không ganh tị với con gái của ông Năm thì là không đúng. Nó ganh tị với con gái của ông Năm, nó tiếc là nó không được bằng con gái của ông Năm. Cho nên là khi mà con gái của ông Năm làm cái gì, thể hiện cái gì mà nhiều người ủng hộ, và nó cũng sẽ là nó bắt chước theo để nó làm, đúng không? Thì bây giờ tụi nó vẫn gọi như là cố chấp thì thôi, cứ để cho tụi nó cố chấp đi, rồi anh chị mình thời gian sẽ chứng minh. Không biết là hôm qua thì bà Bảy bớt giáp gì mà bà lên gọi như là bà chửi khán giả, chửi quá trời của đất, chửi nói thiệt chứ. Cái nết của bà Bảy á, thì em nói với anh chị rồi, bà bây giờ bà chỉ là giỏi chữ tục, chữ tục, ăn nói dơ dái dơ bẩn, chứ không có làm gì được. Nếu mà thật sự nói lý thì bà nói lý sẽ không lại người ta, tại vì bà đâu có lý gì đâu để bà nói. Bà Bảy nếu mà nói về tình về lý là sẽ nói không lại người ta, cho nên là chỉ biết chửi đi lên trên mạng nói chuyện, mà chỉ biết chửi, chửi tới chửi lưu chửi xu chửi ngược là thua rồi. Ít ra đó thì mình cũng phải có được một cái lý lẽ nào đó để mình nói cho khán giả, những cái người đang ủng hộ mình họ nghe. Ví dụ như có người ta có vô người ta chửi mình đi chăng nữa thì mình nói làm sao đó để cho gọi như là người ta nghe cho nó hợp tình hợp lý chút xíu. Dù gì đi chăng nữa mình cũng mang danh là người nổi tiếng, nghệ sĩ lớn, mà mình đi lên mình chửi khán giả, mình đáp trả khán giả lại như vậy thì gọi như là không có cái gì để mà bỏ vào mộp. Tôi nghe bà Bảy chửi những câu tục tiểu, tôi nói ôi thua, bà này gọi như là người không được tử tế đàng hoàng, không thể nào mà dạy dỗ con cái được. Mình có tức đi chăng nữa mình cũng không để ra thể nào ra mặt được, đúng không? Mình làm như vậy rồi người ta đánh giá, người ta đánh giá con người của mình. Thật sự là trời ta nói là giận quá mất khôn, ăn nóng nó mất ngon, đúng là vậy á. Lên mà coi như là chửi rủa chả làm được gì. Tại sao mà cái ngày ra tòa đó mà không hùng hồn đó mà lên nói cho nhiều vào, mà câm họng vậy, mà về nhà để mở livestream rồi bắt đầu là la làng la sớm, chửi hết người này chửi tới người kia, đáp trả khán giả để làm gì vậy mà Bảy? Hả? À, là nói thật ra thì Mở Bảy cũng chẳng có quyền hành gì để mà mở mồm ra hết trơn, bởi vì Mở Bảy là gọi như là con dâu không được thừa nhận, mà với bây giờ vợ cũng không chính thức, chỉ là ông Bảy công nhận thôi, chứ trên giấy tờ pháp luật nào mà công nhận cho bà Bảy là vợ chính thức của ông Bảy, đúng không? Cặp ở, hai người cặp ở với nhau, chồng hờ vợ tạm mà đâu có với kết hôn đâu mà gọi như là vợ chồng chính thức, đúng không? Nên nói chung là bà Bảy bây giờ á, im cái miệng mà sống, ta còn thương được chút đỉnh, chứ mà hùa theo con ve đó là coi như thua đó. Theo như cái định nghĩa của con ve đó, là cái chữ mà gia đình là bao gồm là ông bà ngoại, tức là ông bà nội của con gái ông Năm đó, các dì các cậu của mình, đặc biệt là cả nhà của cậu Năm, là cha đó, cha của con gái ông Năm đó, thì người ta tôi nói là tạm chấp nhận cái nghĩa đó mà quay về cái quá khứ thời điểm là ẩm con gái của ông Năm về. Một là chú đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, hai là bà nội và các thành viên trong gia đình rất là xem trọng về cái huyết thống, và ba là cô Sáu đang có em ve là sắp sinh, và bốn á là ve lên live khẳng định là gia đình của em là rất xem trọng về huyết thống và ruột thịt. Câu này là tôi thấy ve nói rất đúng, vì các cụ ngày xưa xem trọng máu mủ ruột rà lắm, ông bà nội cũng thế, từ 1 đến 2, 3, và đặc biệt là lời khẳng định của ve là ve đang chứng minh mớm là con ruột của ông Năm, phải không? Nếu ve nói mớm không phải là con ruột của chú, vậy ve lý giải sao 4 mục tiêu trên? Nếu mớm không phải là con ruột, vậy tại sao một người xem trọng ruột thịt như chú không làm di chúc để lại cho em cháu cùng huyết thống của mình, mà để lại tài sản của mình cho mớm? Ve trả lời đi ve. Clip cộng báo là câu trả lời chú phỏng vấn trước khán giả, trước báo chí về con gái của mình. Vậy người con mà chú nhắc đến không phải mớm
không lẽ là Phượng có dám nói như vậy không? Còn rất nhiều bài báo chú nhắc đến con gái à. Thì nói chung á, là vì cái vấn đề mà nó thua con gái của ông Năm trên nhiều cái phương diện, cho nên là nó cay cú lắm anh chị. Những cái cú sốc là em kể với anh chị là nó đã từng là đập nồi, đập chén, đập đồ ở trong nhà. Khi mà thấy con gái của ông Năm được bước lên sân khấu, được ca hát và được nhiều người thương hơn nó à, bà Sáu cũng bó tay, không làm gì được. Và nó muốn là phải được hơn con gái của ông Năm. Ờ, con nhỏ này như vậy, nhưng mà nó là nó muốn hơn. Tôi là tôi muốn hơn à, nó mới được. Con nhỏ này là không được. Tôi phải hơn nó. Tôi phải qua mặt nó, vượt mặt nó mới được. Còn nếu mà không mấy là tôi không chịu à, bà Sáu cũng bó tay, không biết làm gì à, tại vì bà Sáu cũng đâu có khả năng anh chị. Bà Sáu thì lúc đó là coi như là xong xuôi hết rồi. 2 năm trời mà đeo bám ăn bám ông anh mình, đâu có làm gì cả, tự nhà nằm ngửa nằm không ăn à, không có làm gì hết. Ông Năm mà nằm xuống là chỉ chăm bẩm, chỉ chờ đợi vào cái khối tài sản mà thôi à. Và tới hiện tại bây giờ mẹ con bà Sáu thì cũng đã đạt được những mục đích mình muốn rồi. Nó chỉ đám ma mà cái gọi như là thùng cúng điếu. Nhiều người kể là mẹ con bà Sáu lấy bịch bỏ đem đi, rồi có đem ra để mà gọi như là công khai rõ ràng không à, thì cái này chỉ có mẹ con bà Sáu mới biết được mà thôi, thấy không? Bây giờ á, là con gái của ông Năm làm cái gì thì tụi nó cũng sẽ đáp trả lại. Thì mình nói thôi thì kệ nó, để cho tụi nó làm gì nó làm, nó thích làm gì nó làm à, không sớm thì muộn thì nó cũng sẽ phải trả giá về những cái việc làm của nó thôi à, nó không lo cho cái thân phận của nó, không đem ra gọi như là à, con nuôi con ruột ra nói mà nó không có xem lại về cái bản thân nó. Hiện tại nó cũng đang nằm trong cái trường hợp là con cái là dòng lớn dòng nhỏ đó ha, rồi mai mốt là nhiều khi cũng khó có thể nào mà gọi như là đi về tranh giành tài sản với là những người anh chị em ở bên ba của mình đó nghe ha. Coi chừng đó, chứ nó lên nó nói cái câu là đừng có nói của cha thì con hưởng nhưng con hợp pháp thì không sao hết, đừng nói là con ruột vì cậu tôi không có con à, đó là cái câu nói của nó đó ha, câu nói của nó đó, khẳng định nó nói là hợp pháp thì hưởng nhưng mà không sao hết, nhưng mà đừng có nói là con nuôi con ruột vậy, cậu tôi không con. Nó là bây giờ nó muốn khẳng định cho cả thế giới biết là con gái ông Năm không phải con ruột của ông Năm, mà cái chữ con đó là phải được dành cho nó. Nó rất là thèm khát, trời ơi, nó hồi xưa mà nó mà nó thật sự đây là đúng là cái số trời đã định. Nếu mà nó mang họ của ông Năm nữa, nó mang họ dòng họ của ông Năm nữa thì đó anh chị biết rằng là nó là đi ở trên trời á, nó đi trên cung trăng á à, chứ không phải đi dưới đất hên á. Là mày họ gì vậy à, cho nên là nó khựng lại chỗ đó. Chứ nó mà mang họ của ông Năm thì bây giờ là nó là làm trời làm đất rồi đó à, nó là như nó giọt máu cuối cùng rồi đó, nó nhảy dựng nó là làng rồi đó à. Hai người ta mang giọt máu mang họ của ông Năm kìa, người ta còn chưa lên tiếng kìa, cháu trong dòng họ đó, cháu đến tôn đó à, người ta còn chưa nói gì. Chứ đừng có nói một cái đứa cháu khác họ không biết cha ruột là ai mà phải lên lĩnh khỉnh đó à, nghe thấy mắc cười. Còn bà Bảy, tôi nói bà Bảy á, tôi khuyên bà Bảy á là nên ngậm cái miệng lại, buôn bán hàng thì lo buôn bán đi để mà kiếm sống. Tào lao rồi mai mốt đó người ta không có thương nữa, đối rã cuốn họng ra rồi đó, khóc lóc không ai mà thương đâu. Nghe theo mẹ con bà Sáu chả có lợi ích gì đâu à, bà không có cho được đồng xu các bạc nào đâu, nói cho bà biết vậy đó. Chị ở đó bà đừng có lĩnh khỉnh gì mất công lắm, nghe bà Sáu bà Bảy nha. Thì tôi nói đây, bà có vô bà nghe rồi bà có chửi tôi bà chửi, nhưng nên tôi khuyên thật lòng gửi đến cho bà Bảy, nếu như mà bà không chịu im cái mỏ bà thì bà ráng chịu. Mẹ con bà Sáu có tiền, còn bà có tiền không? Bà có khỉ khô chứ bà có cái gì? Mẹ con bà có tiền, bà chả có gì cả à, tiền cúng điếu mẹ con bà Sáu giữ chứ bà có giữ không? Bà làm gì giữ? Cho nên là bà im cái mồm bà lại đi nha, tôi khuyên bà vậy đó, bà không nghe ráng chịu đó. Rồi thôi, bữa chiều ngày hôm nay thì chia sẻ đến đây thôi à, em sẽ quay trở lại để chia sẻ những cái thông tin mới trong những cái video sau nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Rồi bây giờ Đồng Bằng xin chào và hẹn gặp lại quý vị.